Và cảm ơn các bác là đã có con giống mới nhất của năm 2019 nhé. Số điện thoại là 033 530 5982. Các bạn nên đặt tiền nhanh để chúng tôi chuyển cho các bạn về cái lô này, con giống đà điểu năm 2019 nhé. Nước uống này, mình là Thao Cu Gáy, các bạn nên chuyển tiền và đặt tiền liên hệ 033 530 5982 để mua con giống. Anh nhìn này, thực ra xây cái bờ bao chỉ xây gờ lên thế này thôi, xong anh hàn khung sắt tròn tròn nhẵn nhẵn như thế này này đấy. Mấy con đen là con trống hả? Những con đen là con trống, đen là nó là con chân nó sọc sọc đỏ đây, mỏ đỏ đấy là con trống. Tất cả từ đây sâu vào bên kia là 200 mét, từ đáy này lên đằng trên kia là nó phải đến nửa cây số. Đấy là của công ty hay nhá? Công ty ra công ty giống gia cầm Thị Phương mà. Cả miền Bắc thì có mỗi cái đây là, đây mới là ngày trước ấy là chuyển giao đà điểu châu Phi về đây là 100 quả trứng là nở được có 37 con rồi. Xong 37 con đấy là nó thế hệ là đầu tiên, xong bắt đầu bọn này là bắt đầu con F1 của nó này. Đấy. Chứ người là vô mà thằng có đá đá chứ, anh bây giờ anh trèo phát con đực nó ra nó đạp vào ngực anh luôn chứ đùa. Đấy chứ mà lắng con sáu nó mới nuôi mà không, anh nuôi nó từ nhỏ thì nó lại thuần à, đấy nhá. Anh nuôi từ nhỏ thì chỉ có người khác vào nhà anh thì nó mới đánh thôi à. Còn như anh thì thoải mái à, đấy nhá. Cưỡi được à. Anh ở chỗ nào? Quảng Trị. Quảng Bình à? Quảng Bình, đi từ ngoài Bắc vào là Quảng Bình xong mới đến Quảng Trị. Đúng. Vào đến là cứ nếu mà thằng xã biết là coi vào đến là đi đường quốc lộ 1A là xuống chỗ nào? Cứ đi vào là đến là đến đó. Chỗ nào điểm nhận đà điểu con của anh là chỗ nào? Là vào chỉ có 2-3 điểm, một điểm là xã anh dễ bị chích là coi nơi là đường sân bay. À, chỗ đường sân bay à? Dễ bị thơn. Tôi là sau này tôi liên lạc với thằng lý trẻ là cách sân bay nữa là đi ra ngoài mình có bao nhiêu cây xăng ngoài nữa đó. Mấy thằng lý trẻ lên biết bọn đó. Nhà xe thì nó có điểm được dừng điểm đỗ biết ngay. Thì nói là trước mắt là coi vào đến sân bay đó. Đấy, bây giờ đây là một cái mật độ này, là mật độ nuôi để đạt sinh sản. Anh nhìn nhá, một cái ô này của nó bây giờ như cái này là chiều dài là 25 mét, chiều sâu kia. Thì hỏi như một vuông này là như nuôi như 15 con có chắc không? Một ô vuông như này á? 15 con thoải mái, anh nuôi thương phẩm thì chỗ này của nó là 10 con đây này. 10 con. Nhưng mà đây là nó nuôi 10 con là để nó đạt tỷ lệ phôi trứng. Anh nuôi thương phẩm thì gấp đôi. Đấy. Anh nuôi thương phẩm ở đây bà con người ta nuôi với cái ô như này người ta có thể nuôi được 30 con. Đấy, trên dưới 30 con. Nhà xây đơn giản thế thôi. Anh nhìn cái mái tre kìa. Được, bán đâu làm cả như đây. Làm xong đấy. Cái máng nó đang ăn đấy là nó có những cái đấy nó. Chứ như họ dân viên quán đó là đi vô ra là hẳn việc gì? Nhân viên chăm sóc con á? Tí nữa nó đẩy xe em đây nó cho ăn rồi mà. Ngày nào bọn nhân con bộ nhân viên nó ở đây. Chẳng qua đây là em nhà em ở gần đây, mấy người nhà thì em cứ đứng đây em ngó thôi chứ cần gì. Người lạ ngó là nó không nói đấy. Tới đây nó xây vút cao lên rồi. Đi đường cổng kia là anh vào không quen ai giới thiệu, không ai bảo cái lãnh, không ai tiếp anh. Bởi vì là vào đây là nó phải khử trùng, nó phải mặc đồng phục. Nó mà bây giờ con giống là nó úm ở trên cái dãy nhà trên kia kìa. Không ai vào, anh kể cả em vào bắt thì cũng chỉ là nó bắt lên con nào thì bắt con đấy thôi. Chứ làm gì có chuyện nhìn như kiểu là vào coi là gì, thích con nào tôi chọn con này bắt tôi con này, tôi không đồng ý con này đâu. Có nghĩa là cái này nó làm bộ phận kỹ thuật nó tự kiểm định. Con nào xuất được thì nó mới xuất, con nào không xuất được. Con nào không đảm bảo nó phải chạy, nó phải lui lại để nó thịt. Như con to này khoảng bao nhiêu kỷ? Con kia 130 cân.
đấy, con đứng được đờ chân đỏ đỏ. Con được cái chủ nhân là 149 cân. Trong sự nghiệp mình làm đà điểu em thấy một con kịch thủ nhất 149 cân. Cái 6 chứ chưa có nào nặng qua được nó hơn nó. Con chứ nói thì 6 này làm thịt với làm nắng là cái kiểu bắt thì gọi là bắt cái loại này anh cứ lấy cái ngoắc, anh ngoắc vào cổ ấy, anh lôi nó lên tầm đi. Cầm cổ rồi nó không đá về đằng trước. Khi mà mình vít cổ xuống là nó không đá được lên nữa. À. Nhưng bình thường như này là tấn công, là tấn công đằng trước như kiểu gà chọi. À. Nó không đạp được ra đằng sau như bò đâu. Không đạp được sang hai bên, không đạp ra sao. À, làm cái ngoắc coi thôi. Ờ, anh cầm cái sao đứng từ xa này, ngoắc vào cái cổ kia nó còn ngoắc cái là nó như kiểu bọn nó ngoắc chà màu đấy. À, ngoắc cái là nó cúi xuống là mình cần vuốt sao đấy, là mình vít cái cổ xuống là mình một người cầm cổ vít nó xuống với một người đùn phao câu đứng nó hẳn đằng sau nó cứ đẩy và đẩy. Cái con khác châu bát con ở là hẳn con lại của không bắt gì ra cái này nó cũng đơn giản. Nó mình nuôi quen thì mình vào thoải mái, mình không nuôi quen thì nó lạ, nó con như mùa sinh sản này, con đực nó hăng. Hẳn ý là coi để lấy mày trọng mày mãi là một ổ đấy. Đây như nuôi sinh sản này là gần như là gọi là tỷ lệ 46 hoặc là đấy, như bây giờ là chỗ này là đang anh nhìn cái ô này của nó là 4, 6, 8, 4. 50-50, nếu mà muốn đạt nhiều phôi. Đây là nó chuyên về chức năng nhân con giống thì đương nhiên nó phải tỷ lệ đực nó phải thừa. À. Nó phải khỏe trứng được, khỏe phôi được. Đứng đây tí nhìn thì nó mã nhau bây giờ. Ừ. Cứ chục ngày nữa là cỏ đó hả? Chục ngày nữa là em sẽ chuyển cùng một lô đi các tỉnh. Rơi vào tầm khoảng nếu mà xếp mà duyệt thì được khoảng 300 con thì khả năng được đấy, được đấy như cái danh sách của anh, nếu mà anh nay anh ra tận nhà đây anh đặt thì đương nhiên là 10 ngày nữa chắc chắn là anh bắt được. Còn gửi đi qua em gọi điện hỏi thăm cái thằng ở trong miền Tây, nó bảo vậy vừa bắt được có hôm nay mới có được mười mấy ngày 15 ngày mà nó lên 3 cân. Nó bảo vậy lớn từng ngày anh ạ, mà em tập chỉ cho ăn ra uống. Trong đấy nó chả mà bọn trong đấy nó lắng nhá. Nó bảo mẹ nhiệt độ lúc nào trên 30 độ. Mà thế thì hợp lý quá. Ngoài này nó sứ lọng sứ lóng mà. Nó bảo cái hoa trắng đây là ăn đấy. Đấy. Cái này đưa đây. Đây. Cái hoa trắng này. Cái này là cái hoa trắng. Cứ cái loại mềm mềm lá là nó chơi hết. Làng muống này. Hoa trắng này. Anh có bị cấy bốc độ không? Tóm lại cái những cái rau dại này là không có độc hại gì, nó ăn hết. Anh cứ băm ra này, mềm này là nó thích lắm này. Thậm chí con bo ăn được là hạt ăn được. Ừ. Thậm chí có những con, ui, nó phì kìa, nó phì kìa. Thấy tiếng anh em mình lạ nó dọa đấy. Trông như hổ mang kìa. Nhìn cái cổ nó phè chưa, nhìn sợ chưa? Đi ra thực tế biết làm chuông thì ra to chứ không làm đơn giản được. Thì nó ra trò thì anh làm cẩn thận thì nó càng ấn. Anh đấy làm thì là vách thôi, thì một vách là bê bốn mươi nữa thôi. Đấy con cái chuông ổng. Chỉ ra là không nên làm bê bốn mươi nhiều. Nếu bê bốn mươi là phải làm ở tầm cao, đừng làm ở tầm thấp, nó sọ chân vào lỗ. Sọ chân à? Sọ chân vào lỗ. Khi nó đã to 40 cân rồi thì thoải mái không vấn đề gì cả, nhưng mà nó có loại ngơ ngơ tầm 15-20 cân thì chưa nghe nào đâu. Không, 15-20 cân. Anh cứ xây lửng lên khoảng 1m2 này. Ừ. Bắt đầu từ 1m2 lên là anh găng 4B40. À, thế là an toàn nhất. Nhìn thì con đà điểu khi mà nói nó nhìn nó không bị, nó không bị hạn chế tầm nhìn. Nó tăng cái độ thoáng lên ấy. Ừ. Con này là càng thoáng nó càng nhanh lớn. Mưa nặng chứ hành rửa đó. Ôi cái đây, những hôm mưa dầm gió bắc 10 độ, thấy nó đứng ở ngoài nó thấm, chả hè nào.
bọn này là, phải nói là ác ấy. Mình còn mặc áo bông sụ sụ thì nó vẫn trường. Cái mái che này em nói anh là nó không phải là che nắng che mưa đâu. Mà che này nó chỉ là che thức ăn thôi, chứ không phải là che nó đâu. Loại này nó thích tắm lắm. Càng mưa nó càng đứng ra ngoài trời. Thì hạt chi mà từ đó nó nắm rồi hết. À hết, đổ cái hạt đấy để nó bổ trợ tiêu hóa đấy. Sợi nó cũng như kiểu con chim con gà đấy. Nó phải ăn để nó tạo ma sát. Sợi. Hạt nắm như một con to này là như một ngay là khoảng bao nhiêu kỷ. Thì bọn này nói thế nó dù gì dù nó không phải là hàng gia súc. Rằng hạt cẩm nó ăn ít mà. Anh chỉ cứ cho ăn ra nó ăn dai dẳng cả ngày rồi. Hôm nay anh đổ 5 cân một cái ô này mà thấy nó ăn hết thì hôm sau anh đổ 6 cân. Thế còn nếu mà tính thì nếu mà nghiên cứu thì người ta sẽ có cái công thức ba đem, nhưng mà này là ăn nó ăn dai dẳng, ăn dính chắc, nó không như gia súc, nó không chứa được nhiều. Nó vừa ăn vừa tiêu dần đi. Ăn cả tiêu đó. Loại này nó là diều ruột. Chứ nó có phải là có diều ngoài đâu. Gà mới ấy là diều ngoài. Là ăn thẳng vào ruột. Ăn thẳng vào dạ dày trong. Còn cái phần của hạn thì bình thường rồi. Phần nó cứ phon như phần con bê con kìa. Rồi một lần phần dính nhát đấy chứ hả? Tự nó tan ra đấy. Thì tan á? Ừ đấy, có ai dọn đâu. Tự nó tan hết. Mưa nắng nó tan thành đất thành hết. Người quen nó vô dọn đứng. Đấy đứng, những ông quen, nhân viên đâu vô. Nhân viên thì những ông quen thì những ông vào bình thường thoải mái. Ông nào lạ thì nó dọa. Là hơi lạ người nữa. Ừ, tầm này là đấy, mùa sinh sản này là nó... Đấy, nó đang... hăng. Nó bảo vệ đàn, bảo vệ con mái. Thôi được đó. Nhiều lắm, anh tình hình nha. Tít ở trong kìa. Ngược tít ra ngoài đường kìa. Anh đi xe ôm từ ngoài đường vào đi. Đấy, nó dọc đây này, dọc từ vào. Nhiều lắm. Mà cả cái nước mình gần như đây nó là ông tổ của đà điểu. Làm gì. Quá nhiều luôn. Giải tuôn hút lên tận trên kia. Anh đi bộ mỏi chân luôn.